Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, hôm bữa gà mà mới mua, bữa nay mới ăn mà các bạn. Bữa nay là đây cái tủ lạnh đấy. Cái này là thành closet của Tiana luôn. Giống như là cái tủ quần áo mà đó nè, nó dán mà. Nó dính ở trên này nó khoái lắm. Bữa nay mình sẽ ăn gà này các bạn ha. Ở đây sẽ có thêm dưa leo với lại nước chấm, mình sẽ cắt thêm ớt này. Cái này là nước chấm mà mình làm cho khách á, nên thành ra nó không có quá cay. Mê mê này lắm luôn mà, rất là dễ thương. Jerry Stop, trời ơi nó cào hư hết áo bây giờ. Quýnh nha, coi cái trái nào bự bự, trái nào bự bự. Trái này nè, nó chín nó cũng màu dễ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt vô nè. Cái trái ớt tươi á, nó ăn nó giòn các bạn ơi. Giờ lại nó có thơm, trời ơi. Chảy nước miếng. Jerry, stop. Mệt ghê luôn. Ui. Các bạn biết sao không? Nó muốn ngồi trên này nè, giống như là ngồi mà có thể là nhìn thấy mình ăn á. Chờ xíu lấy ghế cho ngồi. Mệt ghê luôn. Lên cái chị Jerry nè. Đó, thấy chưa? Đổi cái này qua bên này để cho cô chú thấy Jerry. Bây giờ ngồi xuống đó đàng hoàng đừng có phá tôi. Ngồi xuống đi. Phá là quýnh nha. Nói chung là nó muốn vậy đó, ngồi gần mình. Các bạn đang ngồi uống cà phê nó cũng ngồi kế bên này đó. Các bạn thấy đằng sau đây có ba cái tủ. Nói chung là cái này là cái hàng mà Mri lấy về để mà trả cho khách thôi các bạn. Còn các ấy thì ở kho các bạn nha. Ở ngoài kho, nhưng mà có điều kho là sẽ không có mở cửa vào cuối tuần. Sợ rớt quá các bạn. Đây, cái này là một nửa. Nhưng mà mua cái này là cũng mười mấy đồng các bạn nha. Tính ra là nếu mà các bạn mua nguyên con ăn á, nó sẽ rẻ hơn à. Nguyên con mà không, nguyên con mà mình tự luộc á. Nhưng mà cái này họ làm khác các bạn nha, họ làm khá là ngon. Cái này hôm bữa chị Oanh giới thiệu nè. Thịt nó không có bị bở. Các bạn không cảm thấy bị mê xương các bạn ơi. Nghe thì giống như là nói chơi á. Các bạn mình qua nhà mới hiểu. Mấy cái mà đồ giống như là mình ăn không hết á, đồ dư á, không phải là xương mà là nhiều khi là thịt. Họ làm rất là vừa ăn các bạn nha. Nó đặc không còn chấm luôn á. Mình sẽ lấy ớt không? Cái ớt nó sực sực á, đã. Cổ của nó nhìn vậy chứ mà ngon quá trời. Cái bạc cầu của nó nè.
ngon cũng được không à? Nói không? Khoái người gần mình vậy đó. Cái da của nó rất là ngon các bạn nha. Nó không có bị bở mà cảm giác nó kiểu sực sực đó. Cái da của nó ăn lạnh đúng không? Mới trước có ăn gà ủ muối thật sự, nhưng mà mới nghĩ là cái này nó sẽ nghiêng kiểu theo gà ủ muối á. Cái thịt nó ăn không có bị kiểu như là bở theo kiểu mà thịt chính của bạn. Mấy bữa nay mình không có làm video được, là mình bận rồi, hôm nay ăn đại đại thôi các bạn ạ. Chắc phải chạy đi ship đồ này kia, không kịp ăn giống như là bữa để mà sắp đàng hoàng vậy nè. Ăn đại đại cho qua bữa thôi, nhưng mà rất là vui. Mệt nhưng mà vui lắm các bạn. Cái loại mềm lắm mà ngồi ở nhà ở không mà không có làm ra tiền á, khó chịu lắm, chịu không nổi mà. Nhất là khi mà mình đã kiểu như là làm ra tiền rồi á, nếu mà mình kiểu chưa có kinh doanh bao giờ thì không sao. Nó giống như là tại hồi trước mình cũng vậy, mà bây giờ mình biết được là giống như là
nếu mà mình kinh doanh đi, mình kiếm tiền đó, không kiếm được nhiều nhưng mà ít nhất là mình có tiền xài đó, cảm thấy rất là thích. Mê không phải là kiểu người thích dựa giống như người khác nữa, mê là thích kiếm tiền hơn. Mà tất nhiên là mình cũng tính toán ha, tính toán là nếu mà mình đi làm á, rồi tiền mình gửi con á, tốn tiền nhiều mà với lại á thương con các bạn, thương con thành ra. Thật ra thì nếu mà mình đi làm ở ngoài á thì cũng có thể là bằng hoặc là có thể là thấp hơn là mình kinh doanh tại nhà nữa các bạn. Mà là mình nói thì, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ bất tiện hơn, tại công việc của mình nó cũng có thể nói là nó giống như là đi làm part time hơn là full time. Nếu mà giống như bản thân của mình muốn thích á, rồi ví như là mình có chồng cũng được, hai vợ chồng em, cả hai vợ chồng đi làm luôn, con gửi cho người ta giống kiểu vậy đó, hoặc là có người coi. Nhưng mà thật sự nói vậy thôi, nhưng mà mình không có làm được các bạn, tại vì cái xứ này nó buồn lắm các bạn. Con chỉ có mình thôi à, mà gửi cho người ta nữa, cảm thấy tội nghiệp á. Đã vậy á, tiền gửi còn mắc nữa, đâu phải rẻ đâu. Nhiều khi không, cả hai vợ chồng đi làm cũng vừa đủ để mà tiền gửi này kia không. Nên thành ra khi mà một người phụ nữ mà mê kiếm tiền á, mà chịu ở nhà á, đó cũng là giống như là một cái hy sinh á. Riêng bản thân của mình nào, mình thích kiếm tiền ha. Thật sự các bạn biết ý kiến để mà mới kiếm thêm tiền không mang cho người đó, tính ra là mới hơi khó tính nên thành ra cũng khó nữa. Khó tính là cái mặt hàng lắm. Bây giờ là mình cũng muốn tận tay mình làm hết, tạm thời á cúc đầu mà. Tất nhiên là sau này nếu mà phát triển tốt thì dẫu sẽ có người phụ mình. Nhưng mà có một câu, một cái này nè, các bạn làm mà đang bán hàng á, các bạn tự hỏi các bạn thôi, không cần phải trả lời mình. Các bạn tự tin bao nhiêu phần trăm về sản phẩm của các bạn đang bán hoặc là các bạn đang kinh doanh, đó nó quan trọng nha. Trời ơi có lá ớt luôn à. Nếu mà các bạn cảm thấy là cái mặt hàng của các bạn đang kinh doanh á, các bạn tự tin á là nó tốt á, thì các bạn sẽ bán được rất là nhiều luôn. Còn khi mà các bạn không đủ tự tin á, dù là có thể là khách kiểu như lần đầu tiên mua đi, họ không biết là cái hàng đó nó tốt cỡ nào hoặc là không tốt cỡ nào, nhưng mà bạn biết là cái sản phẩm của bạn không đủ tốt thì bạn sẽ mất tự tin rất là nhiều luôn. Và muốn kiếm tiền nhưng mà lại sợ, nhất là khách quen.
tại vì khách quen họ tin tưởng mình á, mình mà bán sản phẩm kiểu như là không tốt, hoặc là ví dụ như là không ngon bằng á, không làm được các bạn ơi, thật sự mình không làm được. Tại vì đợt trước mình cũng có chỗ, nói chung là có thể nói là giá rất là tốt các bạn, nhưng mà khi mà mình ăn thử á thì tiền thì muốn kiếm nhưng mà mình không bán được. Tại vì mình biết chắc là nếu mà mình đăng bán á, khách sẽ mua, tại họ tin tưởng mình. Dù mình không bán rất là lâu rồi, nhưng mà họ sẽ không quay lại. Nên thành ra đối với mình á, là mình muốn bán hàng. Và mình có thể nói là cái hàng mà mình bán là mình tự tin. Không thể nói 100% nhưng mà có thể là 95 cho tới gần 100 luôn. Mà bạn đã ăn nước cống, các bạn mà mua rồi chỗ quay lại cho mình không bán hàng một lần. Cái cách của mình bán á là bán hàng lần này và các bạn chắc chắn sẽ quay lại, mà không chỉ có các bạn quay lại mà các bạn còn kéo theo các bạn của các bạn nữa, và những người đó họ sẽ giới thiệu xa hơn. Thật sự khách của mình, nhiều người thì nghĩ là tại mình làm YouTube nên thành ra có khách nhiều, cái đó cũng có thể là một phần đúng. Thật sự YouTube có giúp mình, nhưng mà quan trọng là cái sản phẩm. Nếu mà sản phẩm không có tốt thì không có ai quay lại đâu. Người ta thương thì thương, người ta mua một lần thôi là xong. Nhưng mà riêng có thể nói là sản phẩm mà mình bán á, là khách mua xong rồi họ giới thiệu người này, xong người này giới thiệu người kia. Các bạn thật sự cái đó mới là quan trọng. Còn mà các bạn từ YouTube thì các bạn có thể là mua một lần, hai lần ủng hộ thôi. Một lần thôi nếu mà hàng không ngon. Tại đó đâu phải là ít tiền đâu, đúng không? Mà đã vậy khi mà mình mua hàng không ngon, tức lắm các bạn ơi, ai cũng vậy hết. Bản thân của mình cũng vậy luôn. Thật sự mình vẫn muốn phát triển hơn sau này, nhưng mà hơi khó khăn là một mình lo không nổi. Có cái này cũng quan trọng luôn. Cái người mà partner của các bạn á, có nghĩa là bạn trai hoặc là chồng của các bạn á, thật sự nó cũng là một cái quan trọng lắm nha. Nếu mà hai người cùng chung đi chung một hướng á, nghĩa là có cái suy nghĩ chung một hướng, ví dụ như là cả hai người đều muốn kiếm tiền đi, đều muốn giống như là có cái tương lai nó tốt hơn á, thì thật sự nó sẽ thành công nhanh hơn rất là nhiều so với lại một người. Các bạn biết sao, hồi trước á, mình giống như là khi mà mình kinh doanh á, mình không biết nào, là mình cảm giác đối với khách mình cảm giác rất là dễ, nhưng mà mình lại cảm giác khó ở trong nhà các bạn ơi. Mình cảm giác giống như là bạn của mình không có tin tưởng, cảm giác như vậy đó. Lúc nào cũng lo là mình sẽ bị lừa. Thật sự là cái này cũng tại vì nhìn mình kiểu như là cứ ngơ ngơ ngác ngác hay đó, lo là mình sẽ bị lừa các bạn. Nhưng mà thật ra là mình cũng kiếm được khá là nhiều nha. Nhưng mà không tin tưởng các bạn. Ví dụ như là mình muốn quyết định lấy một cái lô hàng lớn đi, hoặc là lấy một cái gì đó, thì lúc nào cũng ngăn cản, mà mình cảm giác mệt mỏi các bạn ơi. Nên là nếu mà có một người, hai người cùng đi chung một hướng á, giống như là cùng suy nghĩ giống nhau á, đều muốn hướng lên hết mà, thì nó sẽ tất nhiên là không phải lúc nào cũng trôi chảy các bạn ơi. Có thể là cũng giống như mình thôi, lúc đầu mình bán cũng giống như là có bị lừa nè, cũng có nha. Hoặc là các mặt hàng không được tốt, nhất là khi mà các bạn lấy cái mặt hàng á mà họ không cho các bạn thử luôn. Thật sự các bạn nên rất là cẩn thận.
không thử các bạn, khi mà các bạn lấy về xong á mà họ bắt buộc mình phải lấy nhiều nha, nhất là đồ ăn hoặc là quần áo cũng vậy. Thật sự mình vẫn thích kinh doanh thêm quần áo các bạn không, hoặc là kinh doanh thêm một món gì đó mà mình có thể ship đi khắp thế giới. Còn cua tiết thì tạm thời mình chỉ ship đi một vòng đây thôi, và sau này mình cũng đang kiếm người nào mà ở xung quanh á hoặc là ở thành phố nhỏ á, họ muốn bán thì mình có thể bỏ sỉ cho họ. Để mà khi mà mình có khách á là mình sẽ gửi thẳng qua qua cho khách, cho giống như là cho sỉ luôn, chứ mình không có chỉ gửi giống như là bán hàng khách cho mình không, nghĩa là nếu mà mình có sỉ các thành phố nhỏ là mình có khách thì mình sẽ gửi thẳng qua đó. Ngon lắm rồi. Nên các bạn nào mà ở các thành phố nhỏ hoặc là xa xa Mary á, các bạn mà muốn lấy hàng cấp bây giờ tỉnh mà chưa có đi tỉnh các bạn, các thành phố rồi các bạn muốn lấy thêm cua bán á, Mary bảo đảm hàng Mary bán là khách sẽ quay lại, trừ khi giống như Mary có nói là cái giá nó thì seafood thì giá nó hơi cao thôi, thì nhiều khi mình cũng muốn tiết kiệm chứ không phải lúc nào cũng ăn hoài. Nhưng mà chắc chắn khi mà con giống như là khách mua rồi á, và khi mà họ muốn mua lần nữa hoặc là họ muốn ăn cua tiết lần nữa thì họ sẽ kiếm các bạn đó. Thì mình cảm thấy cái quan trọng nhất là các bạn tự tin vào cái sản phẩm của các bạn đang bán là bao nhiêu phần trăm. Còn riêng Mary thì mình có thể không nói 100% nhưng mà hơn 95% là mình tự tin là các bạn mua xong rồi, các bạn ăn xong rồi các bạn sẽ quay lại. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nói chuyện các bạn tới đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn trong video tới.